Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, sương mù sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều trong sáng mai ở Bắc Bộ, còn với Trung Bộ thì ngày mai sẽ có mưa nhỏ. Sáng sớm mai dự báo là sương mù sẽ xuất hiện ở hầu khắp các tỉnh thành của miền Bắc. Thời gian sương dày nhất sẽ là khoảng từ 4 đến 7 giờ và tầm nhìn xa thì sẽ giảm xuống còn từ 1 đến 4 km. Thậm chí trên vùng núi thì chỉ còn dưới 500 m, khiến cho việc quan sát sẽ gặp nhiều khó khăn. Trưa chiều sương tan và trời nắng, nhiệt độ cũng tăng lên, dao động quanh mức nhiệt từ 27 cho tới 30 độ. Quý vị khán giả cần cẩn trọng khi lái xe trên những cung đường đèo núi nhiều sương mù. Quý vị nên đi chậm và giữ khoảng cách an toàn với các xe phía trước để có thể kịp thời xử lý nếu như có tình huống bất ngờ. Và hãy bật đèn sương mù hay đèn chiếu xa để có thể báo hiệu cho các xe đi ngược chiều. Với miền Trung thì ngày mai sẽ có mưa nhỏ ngắt quãng ở nhiều nơi, nhưng đan xen thì vẫn sẽ có những khoảng hứng nắng. Từ Thanh Hóa trở vào đến Huế, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 28 độ. Còn tại Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết thì sẽ nhỉnh hơn với mức nhiệt dao động từ 30 cho tới 31 độ. Tây Nguyên thời tiết sẽ diễn biến ổn định và ngày mai tiếp tục có nắng ráo. Các thành phố như là Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuật, Gia Nghĩa dao động trong khoảng từ 30 cho tới 31 độ. Còn tại Nam Bộ thì thời gian nắng sẽ ngắn hơn, tập trung từ sáng đến trưa mai. Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu, Cần Thơ, Cà Mau có mức nhiệt dao động từ 31 cho tới 33 độ. Về chiều mai thì trời sẽ chuyển mưa rông rải rác và phổ biến sẽ là mưa nhỏ. Chỉ một vài điểm thì sẽ có mưa vừa với lượng mưa là trên 25mm. Tại Nam Bộ thì mưa nhỏ nhưng chiều cường còn cao nên nguy cơ ngập vẫn có thể xảy ra. Người dân nên tránh đi xe vào các tuyến đường trũng thấp và chủ động các biện pháp chống ngập vào nhà. Chuyển sang thời tiết biển. Dự báo ngày mai vùng biển huyện đảo Hoàng Sa sẽ có mưa vài nơi với tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Còn quanh huyện đảo Trường Sa, vùng biển Bình Thuận, Cà Mau đến Kiên Giang, cảnh báo cũng sẽ có mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.